Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dầu xanh 24 mẫu 24ml nha các bạn. Hiện tại thì mình đang bán mẫu thị trường Việt Nam, Singapore và Mỹ. Thì mẫu thị trường Việt Nam thì nó sẽ có số đăng ký VN bên này nha các bạn, cái góc bên này. Và bên hông nó sẽ có tiếng Việt Nam nha các bạn. Mùi hương của dầu Việt Nam thì nó nhẹ nhàng và nó nóng, êm dịu nha các bạn, nó cũng nóng. Còn đây là mẫu của Singapore, thì mẫu Singapore thì nó sẽ có tiếng Hoa ở trên trước cái mặt hộp nha các bạn, tiếng Hoa này, và phía sau thì nó sẽ có tiếng Anh nha các bạn. Còn đây là mẫu thị trường Mỹ, thị trường Mỹ thì nó sẽ có cái hình vòng tròn ghi là tiêu chuẩn của USA, và nó sẽ có hình mặt chặn xuống mở ra. Thì riêng mẫu thị trường Mỹ mới có hai nắp nha các bạn, còn thị trường Việt Nam và thị trường Singapore hai mẫu này thì nó sẽ có một nắp thôi. Hàng thị trường Việt Nam date thì 2027 nha các bạn, còn Singapore cũng 2027, thị trường Mỹ thì 2026 nha các bạn. Hàng bên mình bán cam kết hàng chính hãng nha các bạn, các bạn có thể xem nè. Hàng chính hãng thì sẽ bên sau nó sẽ có một logo in chìm, có logo Angelbank, nhìn thẳng thì cái hình nó nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn vui vẻ.